Chào các bác nhé, em lại tiếp tục quay trở lại với các bác ngày hôm nay. Chúc các bác một buổi tối vui vẻ và chọn được những sản phẩm ưng ý nhé. Tiếp tục là hôm nay em còn những cái con vang thanh lý cho các bác đây. Còn những con vang này thanh lý cho các bác. Đấy, con nâng tiếng này nó bị rỉ ốc ở trên nóc này. Thanh lý cho các bác 600 nhá, 600. Những con vang này là 700 nghìn nhá, 700 nghìn nhá. 700 nghìn một con nha các bác nhé. Đây mặt mũi còn đẹp long lanh hết. Tất cả hàng nguyên zin nhá. Hàng này hàng trưng bày. Và cũng để cất vào kho nên là nó bụi bặm. Mà đã lau chùi sạch sẽ hết rồi. Vẫn bảo hành cho các bác một tháng nhá. Còn hai con đẩy, hai con vang số Melo này. Đấy, hai con vang số Melo vẫn còn rất là đẹp này. Hàng bãi xịn nhá. Bãi xịn của Melo. Em đang bán 1 triệu 2 bao ship cho các bác tặng kèm đầy đủ dây giắc nhá. Melo DSP 6.000 hàng X5 đời đầu bán cho các bác là 1.200.000 đồng bao ship cho các bác nha. Đây, con này. Đấy, rất là đẹp, con này tiếng cực kỳ chất luôn. Bên em sẽ setup đầy đủ cho các bác 3 đến 4 chế độ. Các bác về chỉ việc nâng tép hoặc là giảm tép theo cái loa của các bác thôi. Nếu mà ít tép thì các bác có thể chỉnh tay nâng tép được. Hoặc là nhiều tép quá thì các bác có thể chỉnh tay hạ bớt tép để tránh bị rú rít. Đấy, con nâng này là 600 anh em nhé. Vang số là 1.200.000. Bao ship tặng kèm đầy đủ hết dây giác cho các bác. Vang cơ thanh lý này là 700.000 một con nhé. 700.000 một con các bác nhé. Có số lượng còn khoảng 6 con nữa thôi. 6 con vang cơ. Đấy, toàn những cái con vang cơ đời đầu. Nên là rất là chất nhé. Những cái con vang cơ đời đầu này thì mạch mẽo nó làm nó đầy đủ và nó tiếng của nó rất là ngon. Như cái con vang cơ mà vẫn là cái máy này mà đời mới nó sẽ rút ngọn lại để giảm giá thành thì nó sẽ kém hơn. Như con vang cơ đời đầu này em bao chất âm cực kỳ hay luôn các bác nha. Cực kỳ hay luôn các bác nha. Có 700 nghìn thôi, rẻ hơn so với các bác mua mới một nửa đấy các bác nha. Rẻ hơn các bác mua mới một nửa đấy. Em thanh lý cho các bác thì còn có 700 nghìn thôi. 700 nghìn một con vang cơ quá là chất lượng luôn. Toàn hàng chính hãng nha. Hàng chất thôi. 700 nghìn. Con nâng tiếng là 600 nghìn. Nó bị han gì mấy con ốc ở trên nóc này. Không làm sao cả. Mặt máy và tất cả còn vẫn còn đẹp long lanh hết nha. 600 nghìn anh em về ghép vào dàn âm thanh. Thiếu ba thiếu tép mà không lên được ấy, thì ghép con nâng này vào thì quá là đỉnh luôn. Đấy, hai con vang số là cứ 1.200.000 một con, em bao ship tặng kèm đầy đủ dây giắc cho các bác. Lô mic này em vẫn còn nhiều nhá, còn hai bộ mic BBS bị bom hàng về, em sẽ thanh lý cho các bác. Chỉ còn giá 1.000.000 thôi, 1.000.000 một bộ nha. Đấy, đây hàng đây các bác xem đi. Các bác lựa chọn đi, có gì chụp ảnh màn hình gửi qua Zalo giúp em nhá. Đây, ba con này. Một con nâng và hai con vang số này. 6 con vang cơ này. Đấy, quá là chất luôn các bác nha. Các bác xem video nhớ cho em xin một nút like. Đi kèm mà là một nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới dành cho những cái bác mới vào kênh của bên em để ủng hộ bên em và xem những cái video mà em đăng mới nhất nên nó sẽ thông báo cho các bác khi các bác đã đăng ký kênh nhá. Đấy, chào các bác nhá, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Chúc các bác một buổi tối vui vẻ và ngủ ngon nhá. Cảm ơn các bác.